Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sáng 24 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các đại biểu Quốc hội đều cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành luật. Dự thảo luật quy định kiên cường thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng công an xã bán chuyên trách, kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng này được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ an ninh trật tự ở thôn, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương. Đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn Quảng Bình đồng tình với sự tham gia của lực lượng an ninh cơ sở trong bảo vệ an ninh. Trước tình hình phức tạp của an ninh trật tự hiện nay, rất cần kiện toàn củng cố lại lực lượng an ninh cơ sở, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu Đoàn Quảng Ninh nói, theo đại biểu Đỗ Thị Lan, lực lượng này cần sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã, còn nếu giao công an xã chỉ đạo thì khó hiệu quả. Nếu vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã tại tỉnh Đắk Lắk và một số vụ việc mất an ninh khác xảy ra tại nhiều nơi, đại biểu Đỗ Thị Lan cho rằng các vụ việc có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và tính mạng người dân, cần có các biện pháp giải quyết kịp thời và phù hợp. Với các trường hợp phức tạp như vậy, cần huy động các lực lượng đủ mạnh, sự tham gia của quần chúng nhân dân và báo cáo kịp thời cấp trên, đặc biệt bổ sung vào luật quy định các trường hợp cụ thể có tính chất phức tạp về an ninh trật tự, mối quan hệ trách nhiệm huy động và biện pháp giải quyết. Đại biểu Đỗ Thị Lan nói. Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Bình nhận định tình hình an ninh trật tự phức tạp, tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt vụ việc vừa qua tại Đắk Lắk gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trật tự cơ sở hiện nay. Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, dự thảo luật quy định giao cho địa phương quyết định số lượng tổ an ninh trật tự cũng như thành viên, song điều này có thể gây ra sự thiếu thống nhất giữa các địa bàn và làm tăng ngân sách. Đại biểu Đoàn Quảng Bình đề nghị trong dự thảo luật cần quy định tiêu chí, số lượng tối đa của lực lượng an ninh trật tự để thống nhất trên toàn quốc, chú trọng các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự án luật đã bám sát và cụ thể hóa các quan điểm chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý xây dựng củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đa số các ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh, một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm bao quát tất cả các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Về vị trí, chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đa số ý kiến nhất trí các quy định của dự thảo luật. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn địa vị pháp lý, chức năng, vai trò, vị trí của lực lượng này trong tham gia hỗ trợ, phối hợp về tiêu chuẩn, trình độ, học vấn, độ tuổi của lực lượng tham gia. Trước đó, vào sáng 20 tháng 6, sau khi nghe tờ trình và thẩm tra, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, đại biểu tỉnh Đắk Lắk cho biết, về pháp lý, đây không phải là lực lượng thành lập mới, mà thực chất là sắp xếp, tổ chức lại lực lượng đã có, gồm công an xã bán chuyên trách, dân phòng và bảo vệ dân phố. Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân phân tích thực tế hiện nay, tất cả vụ việc an ninh trật tự, tranh chấp, khiếu kiện, xung đột đều diễn ra tại địa bàn cơ sở thôn, buôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư, nên lực lượng này sẽ là cầu nối, cánh tay nối dài cùng lực lượng công an xã chính quy. Ngoài ra, lực lượng này có sẵn ở trong dân, nắm tình hình, cơ bản được đào tạo huấn luyện, có kiến thức về an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng công an xã bán chuyên trách có nhiều người được đào tạo đến trung cấp công an nhân dân nên có trình độ, khả năng công tác. Đây là lực lượng từ nhân dân mà ra, am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ, chữ viết, nắm tình hình trong dân tốt hơn. Đại biểu Xuân nhấn mạnh một lần nữa về sự cần thiết ban hành luật. Nữ đại biểu tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong phong trào xây dựng an ninh trật tự ở cơ sở và bảo vệ an ninh tổ quốc thì chính lực lượng này là hạt nhân, nòng cốt. Cùng với các đoàn thể chính trị xã hội của phụ nữ, thanh niên, nông dân thì lực lượng này sẽ góp phần bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu lại nhiệm vụ của lực lượng này cần phù hợp với trình độ, khả năng. Thực tế đây không phải là lực lượng chính quy được đào tạo bài bản, tuy nhiên họ được đào tạo một số kiến thức cơ bản về an ninh trật tự. Cho nên tôi cho rằng lực lượng này đáp ứng được yêu cầu là lực lượng tham gia an ninh ở cơ sở, bà Xuân nêu.
Dự thảo luật cần thể hiện rõ đây là lực lượng hỗ trợ công an xã chính quy, không phải làm thay và không thể làm trùng lập nhiệm vụ công an xã. Bà Xuân nêu thực tế, công an xã chính quy được bố trí 100% địa bàn toàn quốc nhưng số lượng còn khá mỏng. Có những xã ở địa bàn Tây Nguyên có 5 cán bộ công an xã nhưng vẫn phải thực hiện tất cả các yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Cho nên nếu không có lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ thì công an xã chính quy sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế mấy ngày vừa qua rất nóng về tình hình an ninh Tây Nguyên. Theo nữ đại biểu, nếu có lực lượng này được hướng dẫn cụ thể thì sẽ là tai mắt phát hiện nhóm đối tượng đi mua bộ đồ rằn ri, chuẩn bị dụng cụ phương tiện. Đại biểu Hà Sĩ Đồng Quảng Trị cũng tán thành dự cần thiết ban hành luật và cho rằng tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, tai nạn, tội phạm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nên các vi phạm cần phải được ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa. Như vụ ở Tây Nguyên vừa rồi cho thấy bài học rất đắt, chưa có quy định cụ thể huy động lực lượng kịp thời nên để xảy ra hậu quả đáng tiếc, ông Đồng dẫn chứng. Theo ông, để công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu quả tốt thì cần có luật và luật quy định rõ biên chế, ngân sách cho lực lượng này bởi đây là vấn đề khiến nhiều cử tri còn băn khoăn. Còn đại biểu Lê Thanh Vân Cà Mau đề nghị làm rõ sự cần thiết ban hành luật này. Ông Vân nêu thực tiễn về vai trò quan trọng của nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Đụng đến dân là không được, sự kiện vừa rồi ở Đắk Lắk, nếu không có sự tham gia của nhân dân, làm sao nhanh chóng phải bắt được hàng chục đối tượng như thế? Đại biểu Lê Thanh Vân chia sẻ. Cũng nói về vai trò của nhân dân, đại biểu Nguyễn Chu Hồi, thành phố Hải Phòng cho rằng luật vẫn thiếu một lực lượng quan trọng nữa là người dân. Theo ông cần phải có một chương riêng về việc huy động người dân tham gia vào bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đại biểu Chu Hồi nhấn mạnh, bảo vệ trật tự an ninh cơ sở thì cần phải dựa vào dân, thiếu người dân thì thiếu cơ bản. Nếu chỉ củng cố lực lượng bảo vệ trật tự an ninh cơ sở mà không có thêm người dân thì sẽ giống quả bóng cao su. Liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 23 tháng 6 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân theo Điều 113 Bộ Luật Hình sự năm 2015, khởi tố 7 bị can về tội không tố giác tội phạm, Điều 390 Bộ Luật Hình sự năm 2015, 1 bị can về tội che giấu tội phạm, Điều 389 Bộ Luật Hình sự năm 2015, 1 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, Điều 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn. Cũng theo người phát ngôn Bộ Công an, đến nay, cơ quan chức năng thu giữ 23 khẩu súng các loại, súng quân dụng, súng hơi, súng tự chế, 2 lựu đạn, 1.199 viên đạn các loại, 15 kiếp nổ, 1,2 vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 súng ngắm, 1 bộ mô hình mìn tập, 30 dao và nhiều phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng. Về tình hình Đắk Lắk hiện nay, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, với các biện pháp rất nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng công an, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của người dân, nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng, chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc đã ổn định tình hình trên địa bàn, đến nay đã bắt giữ hầu hết số tham gia và thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã diễn ra bình thường, tình hình ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo. Bộ Công an đánh giá, đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Lực lượng công an đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Mong muốn các nước, bạn bè quốc tế tích cực phối hợp, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra, xử lý vụ án nói riêng, trong đấu tranh phòng chống khủng bố nói chung. Ngày 20 tháng 6, tại hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York, Mỹ, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, 2023, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Đặng Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội bộ đã có bài phát biểu quan trọng nêu rõ 4 nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam, đồng thời khẳng định hoạt động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 là hoạt động khủng bố có tổ chức.
Cụ thể, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cho biết, ngày 11 tháng 6 năm 2023 đã xảy ra một vụ khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk. Hai nhóm đối tượng được trang bị súng và vũ khí tự chế tấn công trụ sở chính quyền và người dân trên đường đi, làm 9 người chết, 2 người bị thương, bắt giữ 3 con tin. Chúng tôi đã bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo của tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí, hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cũng cho biết, Việt Nam mạnh mẽ lên án các cá nhân tổ chức đã dung túng, hậu thuẫn, chỉ đạo, cũng như số đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ việc này. Việt Nam kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra vụ việc cũng như đấu tranh đối với các hoạt động tương tự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.